Xin liên liệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube của Thế Giới Tử Sa Một kênh chuyên về ấm chén tử sa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ bảy Ngày 6 tháng 4 năm 2024 Thưa quý vị và các bạn, đối với những người đam mê ấm tử sa Siêu tầm ấm tử sa và thưởng thức trà Thì rất mong đến những ngày thứ bảy để chúng ta cùng gặp nhau và cùng ngắm rất nhiều tác phẩm ấm từ xa, đẹp, độc và siêu kinh điển. Và kênh youtube Thế giới từ xa luôn luôn là một nhịp cầu lối quan trọng của tất cả các trà hữu. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức các ly trà thật ngon. Vâng, và cùng ngắm rất nhiều tác phẩm ấm từ xa, đẹp và độc đáo và tạo nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống ngày càng một tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, thứ bảy tuần này shop thế giới từ xa giới thiệu quý vị và các bạn 7 kỳ quan nhân tạo vâng bảy kỳ quan của các nghệ nhân nổi tiếng những tác phẩm đẻ đời vâng một lô ấm từ xa gồm 7 chiếc 7 kỳ quan nhân tạo rất đẹp và độc đáo kính mời quý vị và các bạn cùng ngắm chiêm ngưỡng và giao lưu vâng đầu tiên đó là một tác phẩm ấm từ xa dành cho quý vị và các bạn siêu tầm quý vị và các bạn dùng độc ẩm luôn mang theo mình đút vào túi khi dùng ở bất kỳ nơi đâu vâng một chiếc ấm từ xa độc ẩm có một cái tên gọi cũng rất hay tác phẩm ấm từ xa mang cái dáng ấm là thượng tân kiều một chiếc ấm nhỏ dung tích chỉ có 110 trăm mưu thôi dành cho quý vị và các bạn siêu tầm và dùng độc ẩm dùng thưởng thức các loại trà đắt tiền vâng chiếc ấm dáng thượng tân kiều chất đất lão tử lê một chất đất rất đẹp và đã được phong hóa vâng ghiêm màu lên một cái gam màu lâu bóng và trầm dáng ấm rất bay họ tiết mặt bên phải là phần vẽ chìm khắc chìm một cái cây hoa mai vâng nét vẽ đẹp đơn giản phóng khoáng và bên trái là bốn chữ thư pháp khắc chìm chiếc ấm nhỏ lọc bảy lỗ vâng đây là một tác phẩm đầu video đẹp và rẻ mã số a 78 mươi 110 mil giá 1 triệu 180 nghìn vâng một tác phẩm đẹp rẻ của một nghệ nhân nữ đẹp như hoa hậu thưa quý vị một nghệ nhân nữ rất đẹp đây là sách của cô ạ vâng đó là nghệ nhân chu trí viễn thưa quý vị tác phẩm đầu video Tiếp theo đó là bộ sưu tập 7 tác phẩm ấm từ xa Bộ sưu tập 7 tác phẩm ấm từ xa Đẹp, độc đáo Và hầu hết là độc bản Vâng Đầu video đó là hai tác phẩm ấm từ xa của xưởng thủ công số 1. Vâng. Đây là hai tác phẩm đất cũ và đều là khoản là 1968 và phần chữ nhỏ là nguyên khoáng đại hồng bào vâng đây là hai chiếc ấm đất cũ màu đã xuống rất đẹp và độc đáo đẹp không ạ tác phẩm mã số A57 dung tích 310ml giá 6 triệu tám triệu đó là chiếc ấm dáng phan hồ họ tiếp mặt bên phải là phần vẽ đắp nổi một chú chim trĩ đang đậu trên một cái cành uh, một cái cây hoa mẫu đơn rất đẹp đây là phần đắp nổi và rát vàng và phần bên trái là chữ thư pháp đắp nổi điểm nhấn là phần rát vàng ở viền lắp ấm một chút ở phần vòi và phần rát và ở phần núm nắp. Một tác phẩm kinh điển của xưởng số 1 và là khoảng năm 1968. Chiếc này lọc 10 lỗ. Rồi. Và tác phẩm mã số A42 đây là bản số 2 ở Việt Nam thưa quý vị chữ ấm dung tích 333 ml và giá 6 triệu 8 bản thứ nhất về với một bác chơi lan và siêu tầm lan nuôi trồng lan ở ở Mê Linh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và nay thì Mê Linh thì thuộc về thành phố Hà Nội Vâng Tác phẩm lọc 10 lỗ Là khoản là 1968 Và phần chữ nhỏ là nguyên khoáng đại hồng bàng đất cũ Điểm nhấn của tác phẩm Đó là phần đắp nổi họa tiết là nho sóc Thưa quý vị Toàn bộ chú sóc là đắp bằng vàng 24k Một cái cành nho với những chiếc lá xanh và những chùm nho rất đẹp rất là đơn giản đây ạ đây là những cái chấm vàng rất là nhẹ nhàng vâng điểm nhấn vẫn là phần rát vàng ở viền nắp ấm một chút ở phần vòi và phần đúm nắp một tác phẩm ấm dung tích rất to dùng để quần ẩm vâng 330ml từ 5 đến 8 bát thử trà thì rất đẹp và độc đáo quý vị hãy chiêm ngưỡng hai tác phẩm ấm đã xuống màu một cái gam màu rất đẹp vâng vâng thưa quý vị tác phẩm giá 6 triệu tám và để ghép với hai tác phẩm kinh điển này thì shop đã chuẩn bị bốn chiếc chén họa tiết là như ý cát tường rát vàng những chiếc chén rất đẹp, tuy nhiên màu cũng không thể bằng những chiếc ấm. Bởi vì sao? Đây là những bộ chén mới làm, vâng. Và chúng tôi đã nói với quý vị rất nhiều rồi, ấm từ xa. Tất cả mọi thứ người Trung Quốc có thể làm giả được, nhưng mà chất đất thì không thể làm giả được. Bởi vì quý vị chỉ cần nhìn chất đất là quý vị đã cảm nhận được chiếc ấm từ xa đẹp hay là đắt tiền hay là rẻ tiền, vâng. Đây ạ một cặp đôi rất đẹp vào hoàn hảo Vâng bộ chén 4 chiếc là 7 60 đến 70ml giá 850.000 4 chiếc chén và đối với hai chiếc ấm này quý vị có thể dùng hai bộ chén một bộ 4 chiếc quý vị có thể dùng hai bộ là 8 chiếc dùng chúng ta bỏ ra 6 chiếc vâng để hai chiếc để lại khi có đông khách thì chúng ta dùng vâng rất đẹp và độc đáo tiếp theo quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng cùng với shop thế giới từ xa và ngắm năm tác phẩm ấm từ xa và năm tác phẩm ấm từ xa cực kỳ đẹp cực kỳ độc đáo của trung tâm nghiên cứu gốm cổ kiệt hồ đây là một trung tâm nghiên cứu gốm cổ có uy tín bậc nhất nhì Trung Quốc nhằm duy trì phát triển gốm cổ của Trung Hoa. Năm tác phẩm và năm tác phẩm đều làm bằng chất đất chu sần nguyên khoáng hạt to. Đối với những người siêu tầm ấm từ xa như chúng tôi thì đây gọi là chùm cuối của đất từ xa rồi bởi vì thứ nhất là dùng đất cũ chu sần thứ hai là lối làm đất theo lối cổ có nghĩa là người ta dùng cối đá để người ta dã đất người ta dùng sàng sẩy và cối xay bằng đá để người ta xay đất cho nên là cái hạt khoáng thì to miên man dày dặn đẹp và lồi như là cái da bưởi và khi dùng những chiếc ấm bằng chất đất chu sần thứ nhất là pha trà rất là ngon thứ hai là càng dùng lên màu càng đẹp đây quý vị hãy chiêm ngưỡng một tác phẩm mà chúng tôi đang dùng đấy ạ vâng màu đỏ rực rỡ và thứ ba càng dùng lâu càng có giá trị vâng bởi vì chất đất chu sần là chất đất cực kỳ hiếm và không có nhiều. Và đây là bộ 5 tác phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Gốm Cổ Kiệt Hồ. Vâng, 3 tác phẩm đầu. 3 tác phẩm đầu. Cùng họa tiết là rát vàng 24K và rắc vàng lên bề mặt. Và rát vàng chữ phúc cổ. Vâng, bằng vàng 24K lên toàn bộ bề mặt ấm. Và điểm thứ hai của ba tác phẩm này là cái phần núm lắp là họa tiết của những chiếc đèn lồng. Đây ạ. Rất đẹp và độc đáo. Và ba tác phẩm đầu cũng là ba tác phẩm màu đỏ rực rỡ. Rất đẹp, rất hiếm thưa quý vị. Và chúng tôi giới thiệu tác phẩm mã số CS16 có nghĩa là chu sần 16. Dung tích 230 ml, giá 11 triệu 800. Chiếc ấm dáng bán nguyệt tập ngọc. Và chiếc này làm lọc tổ ong 188 lỗ. Quý vị có tivi màn hình to, hãy cảm nhận bề mặt ở viền nắp ấm hạt khoáng to như những hạt gạo một chiếc vòi vuốt rất cầu kỳ và công phu có cái điểm khuyết tròn ở bên dưới và cái điểm vuông ở phần bên trên để tạo dòng nước có độ xoáy vâng để tạo dòng nước có độ xoáy rất đẹp và cầu kỳ Mã số CS16 230M 11 triệu 800 Mã số Trước này thì chưa có mã số Vâng, nhưng mà quý vị hãy nhớ Cái dáng ấm này Vẫn là dáng ấm bán nguyệt tập ngọc Nhưng có khác một chút Ở cái phần vòi Vâng, và độ khỏe Của chiếc ấm chữ ấm 250 ml giá 11 triệu 800 ,000. Vẫn là lọc tỏa ong 188 lỗ Điểm cách điệu rất đẹp ở cái phần vuốt Phần vuốt bằng vàng 24k Ở cái phần quay ấm Được. Rất đẹp và độc đáo 250 ml 11 triệu 800 ,000 tạm gọi là mã số 2 đi và mã số CS19 390 mil giá 11 triệu 800 đây là phần đặt hàng và thiết kế riêng của shop thế giới từ xa đối với trung tâm nghiên cứu gốm cổ Kiệt Hồ và đây là một chiếc ấm dùng để siêu tầm cũng rất đẹp dùng để sử dụng thì cũng rất thích và quý vị hãy cảm nhận khi cầm một chiếc ấm phải có một cái độ chắc tay dễ sử dụng và thứ hai nữa là thiết kế một chiếc ấm lắp chìm ở một cái dáng ấm viên châu đỏ rực rỡ và nổi rất nhiều khoáng to như hạt gạo và đây là một tác phẩm để đòi có thể là cho con cho cháu và khi sử dụng thì rất là dễ dàng cầm kiểu gì cũng được bởi vì Để được cả hai ngón tay Vào bên trong quay ấm Cầm theo nhiều phương thức Một chiếc ấm cực đẹp Cực kỳ dễ dùng Và rất hiếm thưa quý vị Đây là phần đặt hàng riêng của shop Thế giới từ xa Và lô hàng ấm uh, sần Chúng tôi đặt trong năm 2023 Và đến đầu mươi 2024. Xưởng mới làm xong và giao thưa quý vị. Mã số. Chiếc này cũng lọc tổ ong 188 lỗ. Cực đẹp và kinh điển. Quý vị cảm nhận bên trong ạ. 390ml 18 triệu 800 Thưa quý vị Tiếp theo Vẫn là phần đặt hàng riêng Của shop thế, thế giới tử xa Đối với trung tâm nghiên cứu Đó là mã số CF1 Có nghĩa là Chu Sần 1 Một cái dung tích Cực đẹp Cho những người siêu tầm ấm tử xa Đó là dung tích 250ml Nếu mà sử dụng thì khoảng 5 bác trở lại thưởng thức trà và nếu để dùng độc ẩm thì cũng có thể có thể dùng được chiếc ấm dáng cung đăng họa tiết mặt bên phải là phần đắp nổi một bức tranh thủy mặc họa tiết thì như là một bức tranh sơn dầu bởi vì có những mảng màu có những nét vẽ vâng rất đẹp và phong tranh Ở đây có một cái tòa lầu có hai tầng có những áng mây có những cánh chim màu trắng Và núi lon rất là cách điệu rất là đẹp Bên trái là phần chữ thư pháp ở chữ cổ đắp lội Và vẫn là một cái họa tiết quen thuộc đó là cái phần cái lúm lắp là hình một cái chiếc đèn lồng. Rất đẹp và kinh điển. Chiếc này cũng lọc tổ ong 188 lỗ. Và lỗ lọc rất mịn và đều. Một tác phẩm duy nhất ở shop Thế giới Từ xa và đương nhiên rồi cũng là duy nhất ở Việt Nam. Không có tác phẩm thứ hai. hạt khoáng to miên man như những hạt gạo. Tác phẩm CS1 250 ml giá 18 triệu 800 và tác phẩm số 5 trong bộ 5 tác phẩm những chiếc ấm chất đất chu sần nguyên khoáng hà to đó là một chiếc ấm mang dáng ấm lăng hoa cổ Đẹp không ạ Quá đẹp và kinh điển Trông đẹp đồ sộ Và ngỡ ngàng Và chúng tôi không cũng không biết nói cái điều gì Và thêm mặt bên phải Đó là đắp lội Một chú Chim Phượng Hoàng đang đậu trên một cái cây hoa mẫu đơn. Đây là phần đắp đổi và rát vàng. Miệng chú chim phượng hoàng trước mỏ thì ngậm một cái cây gậy như ý cách điệu đang có phần bay lên. Và chú chim có hai cái đuôi rất cách điệu và và rất ấn tượng. Sự cầu kỳ của trên tác phẩm đó là những cái phần rát vàng cách điệu cách điểm xiết rất là đều vâng, rất là đơn giản và điểm nhấn một chút đó là phần rát vàng ở trên cái lúm nắp ở trên cái phần vòi và cái độ vuốt vàng 24k ở phần quai ấm bên trái là trơn vâng màu thì đỏ rực rỡ một tác phẩm dùng để trưng bày dùng để sử dụng bởi vì dung tích khá là to và cầm giúp rất là thoải mái rất là chắc chắn chữ ấm lọc 14 lỗ một tác phẩm kinh điển mã số 5 trong bộ 5 tác phẩm đó là dung tích 450 ml giá 17 triệu 900 ,000. Vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày thứ bảy đương nhiên rồi thứ bảy tuần nào thì cũng có rất nhiều tác phẩm ấm cửa xa đẹp độc và siêu kinh điển shop thế giới từ xa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video và đồng hành cùng với shop thế giới từ xa mọi tư vấn mua bán giao dịch trao đổi xin vui lòng liên hệ theo số này 0917 828186 và chúng tôi ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Vâng, ngày cuối tuần cũng xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn, tất cả các trà hữu thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Shop Thế Giới Tử Gia, xin chào và hẹn gặp lại.